Hỗ trợ học nghề là một phần trong chính sách bảo hiểm thất nghiệp nhằm giúp người lao động có cơ hội chuyển đổi nghề nghiệp, sớm quay trở lại thị trường lao động. Tuy nhiên, trong thực tế, người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp vẫn chưa mặn mà với chính sách này. Anh Trần Công Minh đã làm việc gần 3 năm tại một công ty may trên địa bàn huyện Thanh Thủy. Doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do đơn hàng sụt giảm. Người lao động như anh Minh bị giảm giờ làm, thu nhập bị ảnh hưởng và quyết định nghỉ việc. Khi đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm Giáo dục Nghề nghiệp Phú Thọ để làm thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp, mặc dù đã được tư vấn kỹ về chính sách hỗ trợ học nghề, tuy nhiên bản thân anh Minh cho biết mình chưa thực sự quan tâm tới thông tin này. Khi đến đây thì cũng được tư vấn về việc học nghề nhưng mà tôi thì tôi lại không muốn học nghề tại vì nó mất quá nhiều thời gian, thì tôi chỉ muốn là đến đây để khai báo để lấy một chút kinh phí để trong thời gian để tìm việc mới đấy. Không mặn mà với chính sách hỗ trợ học nghề cũng là tâm lý chung của rất nhiều lao động thuộc diện hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Theo số liệu báo cáo từ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Giáo dục Nghề nghiệp Phú Thọ, từ đầu năm đến nay, trong số hơn 2.800 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp đã tiếp nhận, đơn vị này mới chỉ ban hành quyết định hỗ trợ học nghề cho 20 trường hợp. Trong quá trình đến làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì tôi có được tư vấn học nghề. Tôi nghĩ là học xong thì không chắc chắn là sẽ tìm được công việc luôn, nên là tôi cảm thấy nó mất thời gian nên là tôi không có ý định học nghề. Chính sách hỗ trợ học nghề thì là họ được hỗ trợ tối đa là 1,5 triệu trên một tháng học thực học đấy, nhưng mà là hỗ trợ tối đa không quá 6 tháng. Chính vì vậy thì cũng có một cái số nghề mà khi người lao động người ta có nhu cầu học ấy, thì cái số tiền học phí ấy, nó sẽ cao hơn cái số họ được hỗ trợ, cho nên là họ vừa là cái đối tượng mà thất nghiệp cũng như là muốn học học nghề ấy, thì họ sẽ phải đóng thêm cái phần còn thiếu so với cái mức học phí của các cái cơ sở đào tạo mà họ đưa ra. Việc học nghề để chuyển đổi nghề nghiệp sang các nghề mà thị trường đang có nhu cầu hoặc nâng cao trình độ tay nghề đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp là một giải pháp quan trọng giúp người lao động có cơ hội quay trở lại thị trường lao động với những vị trí việc làm ổn định, lâu dài và thu nhập tốt hơn. Tuy nhiên, để thực sự trở thành chiếc phao cứu sinh cho người lao động, chính sách hỗ trợ tư vấn định hướng nghề nghiệp sẽ tiếp tục phải có nhiều thay đổi. Chúng tôi cũng thường xuyên cập nhật các thông tin đào tạo, thông tin tuyển dụng, thông tin đào tạo từ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh cũng như là ngoài tỉnh để chúng tôi có một cái cơ sở dữ liệu về các mã ngành nghề và thời gian đào tạo cũng như là các mã ngành nghề mới để giúp cho họ có một cái cơ sở để chuyển đổi nghề nghiệp sau khi mà hưởng thất nghiệp. Các chính sách liên quan đến học nghề đang được các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục điều chỉnh để bảo hiểm thất nghiệp thực sự đi vào cuộc sống. Nhưng về lâu dài, điều quan trọng nhất vẫn là cân đối nguồn cung cầu lao động. Bởi với một thị trường lao động kém hấp dẫn, đào tạo theo địa chỉ chưa phát triển mạnh, thì việc thuyết phục lao động nói chung và lao động thất nghiệp nói riêng học nghề luôn là một điều vô cùng khó khăn.